từng hồi trong Tây Sơn, nức lòng dân cùng cương quyết lên đường. Ngọn đuốc diên hồng vừa rực sáng non sông, phá xiềng công dẹp ngục tù tâm tối. Từng hồi vang rộn ràng thêm xuân nữ, có bàn tay cùng đi ba cơ đồ. Từ ngày quân thù về dày xéo quê hương, nước Việt Nam thành trăm mảnh đoàn trường. Trên quê hương công thù gieo tang thương, lòng dân căm hờn tràn tuôn như sóng. Lao tù cùng khắp quê hương, xác dân nghèo nằm phơi trên đường. Từng ngày trên đất nước trẻ già danh tạ tơi, nông dân bao năm không đất xung cày, công nhân đói kém từng ngày, đồng lương nghèo đàng cướp trên tay. Từ khắp đô thành, từ làng xóm thôn xa, đứng vùng lên nào trai tráng che già, từ chốn quê người, từ mảnh đất quê cha, đứng vùng lên đòi tự do no ấm. Lòng dân là ngàn muôn con sông, sóng tự do tràn phủ lấp con thuyền. Giành lại chính quyền và thể chế đa nguyên, nối vòng tay chuyện là phiếu nhân quyền. Người người xuống đường đòi lại đất quê hương, mỗi niềm tin là nhịp trống Tây Sơn. Kìa trống vang rền từng hồi trống Tây Sơn, nức lòng dân cùng cương quyết lên đường. Ngọn đuốc diên hồng vừa rực sáng non sông, phá xiềng gông dẹp ngục tù tăm tối. Từng hồi vang rộn ràng tiếng xuân nữ, có bàn tay cùng đi vá cơ đồ. Từ ngày quân thù về dày xéo quê hương, nước Việt Nam thành trăm mảnh đoàn trường. Trên quê hương công thù gieo tang thương, lòng dân căm hờn tràn tuôn như sóng. Lao tù cùng khắp quê hương, xác dân nghèo nằm phơi trên đường. Từng ngày trên đất nước trẻ già danh tạ tơi, nông dân bao năm không đất xung cày, công nhân đói kém từng ngày, đồng lương nghèo đàng cướp trên tay. Từ khắp đô thành, từ làng xóm thôn xa, đứng vùng lên nào trai tráng che già, từ chốn quê người, từ mảnh đất quê cha, đứng vùng lên đòi tự do no ấm. Lòng dân là ngàn muôn con sông, sóng tự do tràn phủ lẫn con thuyền. Giành lại chính quyền và thể chế đa nguyên, nối vòng tay truyền lá phiếu nhân quyền. Người người xuống đường đòi lại đất quê hương, mỗi niềm tin là nhịp trống Tây Sơn. Người người xuống đường đòi lại đất quê hương.
niềm trống Tây Sơn.